Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa chiêu mộ thành công cựu tuyển thủ U23 Zimbabwe trước thời hạn thay đổi đăng ký ngoại binh đóng cửa. Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã chiêu mộ thành công trung vệ Victor Kakuka là cựu tuyển thủ U23 Zimbabwe. Theo thông tin từ câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa, ngay trước thời hạn thay đổi đăng ký ngoại binh mùa giải này, Golvilit 2022 đóng cửa. Câu lạc bộ này đã chiêu mộ thành công trung vệ Victor Kakuka là cựu tuyển thủ U23 Zimbabwe. Theo đó, Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa ký hợp đồng thời hạn nửa mùa giải với trung vệ Victor Kakuka với mức lương chưa được tiết lộ. Cựu tuyển thủ U23 Zimbabwe này sinh năm 1990, có thể hình khá lý tưởng với chiều cao 1m93. Trong quá khứ từng là thành viên của các đội tuyển U17, U20 và U23 Zimbabwe trong giai đoạn 2006-2012. Đây được cho là sự bổ sung kịp thời khi trung vệ Igor Zelic đã bất ngờ bị chấn thương đầu gối dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu 9 tháng ngay trước thêm mùa giải mới khởi tranh. Trước khi gia nhập câu lạc bộ Đông Á-Thanh Hóa, ở mùa giải 2021, Victor Kakuka chơi cho câu lạc bộ Southern Samiti của Ấn Độ. Trước đó, trung vệ này cũng đã từng chơi cho nhiều câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia Zimbabwe, sau đó xuất ngoại thi đấu cho một số câu lạc bộ tại Ấn Độ, Nepal, Myanmar, Malaysia. Theo thông tin từ câu lạc bộ Đông Á-Thanh Hóa, Victor Kakuka cũng đã kịp thời hội quân với các đồng đội mới để chuẩn bị cho trận đấu với câu lạc bộ Hải Phòng. Trong chuyến làm khách trên sân vận động Lạch Trai, trận đấu diễn ra vào lúc 18 giờ chiều nay, mùng 6 tháng 3 trong khuôn khổ vòng 3, giải Nai trăm league 2022. Đây là trận đấu được dự đoán nhiều khó khăn cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa khi phải làm khách trước đội chủ nhà Hải Phòng đang hừng hực khí thế với hai trận ra quân toàn thắng. Trong khi đó, Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã phải nhận hai thất bại và chỉ có được 3 trận hòa trong năm chuyến làm khách gần đây tại Hải Phòng. Đồng thời, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa cũng đang có khởi đầu không tốt khi đã bất ngờ nhận thất bại không một ngày trên sân nhà. Trong trận đấu mở màn mùa giải trước câu lạc bộ BKMX Bình Dương, lịch thi đấu vòng 3, Nai Go V-League 2022, ngày mùng 5 tháng 3, 19 giờ 15 phút, Việt theo Sài Gòn 20, ngày mùng 6 tháng 3, 17 giờ, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai. 17 giờ, SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. 18 giờ, Hải Phòng, Đông Á, Thanh Hóa. 18 giờ, Nam Định, Hà Nội. 19 giờ 15 phút, Thành phố Hồ Chí Minh, BKM Bình Dương.